trầm trồ với quyển vở văn đẹp như tranh vẽ. Buồn ngủ cách mấy cũng phải học cho bằng, được, để có động lực nhiều hơn trong quá trình học tập cũng như thi cử. Một nam sinh 10 x đến từ Cà Mau mới đây, đã quyết định đưa văn học lên một tầm cao mới. Thời đi học, ngữ văn có lẽ chính là một trong những tiết học gây ám ảnh nhất đối với các cô cậu học trò. Bởi lẽ khi bước vào giờ học này, nhiều bạn chưa nghe giảng bài, đã ám ảnh đến mức ngủ gục, và làm thế nào, để truyền cảm hứng, tâm lý nhân vật cũng như ý nghĩa trong từng tác phẩm văn học đến với học sinh luôn là chăn trở đặt ra đối với đa số các giáo viên thế nhưng bên cạnh giáo viên thì các cô cậu học trò vẫn không chịu đứng yên tại chỗ mà cũng luôn tìm cách để cải thiện tình hình kết quả là một quyển vở văn học đẹp như tranh vẽ mới đây đã được cộng đồng mạng đua nhau chia sẻ quyển vở được vẽ chi tiết tỉ mỉ với những hình ảnh minh họa đầy màu sắc gần gũi quen thuộc với các tác phẩm văn học như đất nước vợ chồng a phủ đây thôn vĩ dạ tạo cho người học những ấn tượng đậm nét mặt khác việc thổi hồn vào từng nội dung kiến thức như thế chắc hẳn sẽ giúp người học có thể hiểu rõ nội dung tác phẩm hơn bên cạnh đó là việc tiếp nhận nhanh các kiến thức ngụ ý cũng như ý nghĩa mà tác phẩm muốn gửi đến người học thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây là các tác phẩm do nữ sinh thể hiện thế nhưng không những đường nét ấn tượng bên trong quyển vở văn học độc đáo trên là do Nam Sinh Huỳnh Thái Nhật 2002, Cà Mau, hiện đang theo học lớp chuyên D12A6, Trường Trung học Phổ thông Cái nước tỉnh Cà Mau vẽ. Chia sẻ về nguyên nhân, khiến Nam Sinh thực hiện các tác phẩm nghệ thuật trên, để lồng ghép vào từng tác phẩm văn học khác nhau Thái Nhật kể. Tới năm lớp 11, mình nảy ra ý định vẽ minh họa cho mỗi tác phẩm văn học mình yêu thích trong chương trình cấp 3, bởi hình vẽ có thể biến thế giới trên trang sách trở nên sinh động lại thể hiện được những xúc cảm của mình về những tác phẩm ấy ngay sau khi được đăng tải những hình ảnh về quyển vở văn học vạn người mê của nam sinh cà mau đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội nhiều người không khỏi thích thú trước cách làm độc đáo của thái nhật đồng thời ao ước sở hữu quyển vở tương tự nêu trên để có động lực nhiều hơn trong quá trình học tập môn ngữ văn đẹp như tranh vẽ đấy nhìn vào cứ tưởng đâu in không chứ kiểu này mà buồn ngủ cách mấy cũng phải học cho bằng được vừa học bài mà vừa ngắm hình vẽ là chẳng thể nào mà chán được vừa có khiếu nghệ thuật vừa lại giỏi văn đúng là con nhà người ta đây mà hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại